Thưa quý vị, lưới điện 110 kV cung cấp điện cho nhiều phụ tải quan trọng phục vụ đảm bảo an ninh, chính trị, kinh tế trên địa bàn tỉnh và đặc biệt công cuộc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chính vì vậy, công tác kiểm tra, bảo dưỡng, đầu tư xây dựng công trình lưới điện 110 kV được công ty điện lực Tây Ninh đặt lên hàng đầu với nhiều giải pháp nhằm mục tiêu giảm thiểu tối đa các nguy cơ gây ra sự cố lưới điện. Hệ thống lưới điện 110 kV là một trong những trục chính trong hệ thống điện quốc gia. Chuyển đổi lưới điện truyền tải sang lưới điện phân phối để cấp điện an toàn liên tục cho tất cả các khách hàng sử dụng điện. Tây Ninh là tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, nhu cầu sử dụng điện lớn trong tất cả các ngành nghề lĩnh vực. Với phương châm điện phải đi trước một bước, ngành điện nói chung và công ty điện lực Tây Ninh nói riêng đã đánh giá rõ tầm quan trọng của hệ thống lưới điện 110 kV trong việc phục vụ yêu cầu phát triển toàn diện kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Tính đến tháng 9 năm 2021, lưới điện 110 kV do Công ty Điện lực Tây Ninh đang quản lý vận hành, bao gồm 12 trạm biến áp TBA 110 kV với tổng công suất 1.127 MVA và 326 km đường dây 110 kV. Trong những năm qua, thì tình hình tiêu thụ điện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tăng trưởng rất cao, bình quân khoảng 15% trên năm. Sản lượng điện đến cuối năm 2021 có thể đạt 5 tỷ kWh. Công suất cực đại tiêu thụ trên tỉnh Tây Ninh hiện tại là khoảng 750 MW. Để đưa công suất điện đến nơi tiêu thụ, thì hệ thống điện 110 phải truyền tải công suất từ hệ thống điện quốc gia qua các trạm biến áp 110 trên 22 kV để kết hợp với lưới trung hạ thế phủ khắp trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Việc quá tải hệ thống lưới và trạm biến áp 110 kV thì sẽ phải tiết giảm, phải hạn chế phụ tải phía trung hạ áp. Việc này sẽ ảnh hưởng đến việc đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu sử dụng điện của địa phương. Để đảm bảo đủ điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế tỉnh Tây Ninh, thì trong những năm qua, Tổng Công ty Điện lực miền Nam và Công ty Điện lực Tây Ninh đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý vận hành hệ thống lưới điện và trạm biến áp 110, kịp thời cải tạo, nâng cấp, không để vận hành quá tải ảnh hưởng đến cung cấp điện. Theo Công ty Điện lực Tây Ninh, việc bảo dưỡng kịp thời sẽ giảm tình trạng sự cố hư hỏng thiết bị, giảm chi phí thử nghiệm sửa chữa bảo dưỡng định kỳ, hạn chế thời gian cắt điện công tác trên thiết bị, từ đó nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, thay việc bảo trì định kỳ cứng nhắc bằng việc bảo trì linh hoạt chủ động hơn. Công ty Điện lực Tây Ninh đang quản lý vận hành 27 đường dây 110 kV với tổng chiều dài gần 327 km và 12 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 1.127 MVA. Các đường dây và trạm 110 kV được bố trí đều tại các huyện trong tỉnh để đảm bảo cung ứng điện an toàn, tin cậy, đảm bảo chất lượng điện năng tốt nhất đến các khách hàng sử dụng điện. Thưa quý vị, xác định phát triển hệ thống lưới điện là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh và góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh. Trong những năm gần đây, hạ tầng lưới điện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh không ngừng được đầu tư nâng cấp từ hệ thống điện cao áp đến mạng lưới điện nông thôn. Riêng lưới điện 110 kV trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được Tổng Công ty Điện lực miền Nam và Công ty Điện lực Tây Ninh quan tâm đầu tư mạnh mẽ, tiêu biểu các công trình đầu tư xây dựng trong năm 2021. Lưới điện 110 kV trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được Tổng Công ty Điện lực miền Nam và Tổng Công ty Điện lực Tây Ninh quan tâm đầu tư mạnh mẽ. Trong năm 2021, Công ty Điện lực Tây Ninh đầu tư xây dựng các công trình như cải tạo nâng công suất trạm biến áp 110 kV thành công từ 1 x 63 MVA lên 2 x 63 MVA để đáp ứng phụ tải tăng cao trong khu công nghiệp An Hòa và các khu vực lân cận thuộc thị xã Trảng Bàng. Trạm biến áp 110 kV Suối Ngô với công suất 1 x 63 MVA để đáp ứng phụ tải tăng cao trên địa bàn huyện Tân Châu. Các công trình đường dây đầu tư xây dựng mới đang triển khai như đường dây 110 kV Tân Biên Châu Thành, đường dây 110 kV Tân Hưng Xi Măng Tây Ninh để đảm bảo mạch vòng N1 lưới điện 110 kV khu vực các huyện Tân Biên, Tân Châu, Châu Thành. Lộ ra 110 kV trạm 220 kV Tây Ninh 2,
để đáp ứng phụ tải tăng rất cao trong khu công nghiệp Phước Đông và các khu vực lân cận. Để thực hiện đồng loạt các hạng mục trên, đơn vị đã khảo sát hiện trường, lập phương án thi công cụ thể chi tiết từng hạng mục nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình thi công. Công ty Điện lực Tây Ninh đã huy động toàn bộ nhân lực thi công công trình trong thời gian ngắn nhất nhằm đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện. Tính đến thời điểm hiện nay, 100% các hạng mục công trình của đơn vị đã hoàn thành, đưa vào sử dụng và đảm bảo đúng tiến độ chất lượng công ty giao. Hiện nay thì việc đầu tư xây dựng lưới điện 110 kV phải tuân thủ quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tây Ninh tại quyết định 2966 quyết định của Bộ Công Thương ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Bộ Công Thương. Thì căn cứ tình hình phụ tải hàng năm và dự báo nhu cầu tăng trưởng thì công ty điện lực Tây Ninh đã lập kế hoạch đầu tư sửa chữa nâng cấp đường dây và trạm biến áp 110 để đảm bảo cung cấp điện và không xảy ra tình trạng quá tải, tiết giảm công suất. Một số công trình 110 kV trên địa bàn đang triển khai trong năm 2021 như sau: nhất là công trình lộ ra 110 kV trạm 220 kV Bầu Đồn cấp điện cho trạm 110 kV Phước Đông 4 thuộc khu công nghiệp Phước Đông, dự kiến đóng điện trong năm 2021. Công trình nâng công suất 1x63 MVA lên 2x63 MVA trạm 110 Thành Công cấp điện cho khu công nghiệp Thành Công, dự kiến đóng điện trong quý 2 năm 2022. Công trình đường dây 110 kV Tân Hưng xi măng thi cô và trạm 110 63 MVA Suối Ngô cấp điện cho huyện Tân Châu và kết nối mạch dòng 110 kV Tây Ninh với Bình Phước, dự kiến đóng điện trong quý 2 năm 2022. Công trình nâng công suất 2 máy 40 MPa lên 2x63 MPa trạm 110 Tân Hưng cấp điện cho khu vực quận Tân Châu thì dự kiến hoàn tất trong năm 2021. Thì một số khó khăn vướng mắc trong cái triển khai công trình đầu tư xây dựng của lưới điện 110 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Thứ nhất là khó khăn vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng gây kéo dài thời gian thi công, làm chậm tiến độ công trình thì ảnh hưởng đến việc đảm bảo cấp điện. Thì công tác đền bù chủ yếu tập trung vào cái công tác đền bù hỗ trợ thu hồi đất móng trụ và giải tỏa cái hành lang an toàn lưới điện cao áp. Cái khó khăn thứ hai nữa thì hiện nay thì ảnh hưởng tình hình dịch bệnh COVID-19 cũng ảnh hưởng đến tiến độ công trình đang thi công. Vì vậy trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của chính phủ thì ngành điện không cắt điện công tác để đảm bảo cấp điện. Cái khó khăn thứ ba nữa là cái về vốn đầu tư, sức đầu tư lưới điện 110 cũng rất lớn nên việc bố trí nguồn vốn cho các dự án 110 cũng gặp khó khăn. Thì ước tính cái chi phí mà đầu tư cho cái hệ thống điện 110 giai đoạn 2021-2025 khoảng là 1.500 tỷ. Công tác kiểm tra phát quang cây xanh dưới hành lang an toàn lưới điện cao áp, bảo dưỡng định kỳ đường dây và trạm 110 kV được công ty quan tâm và thực hiện thường xuyên. Để lưới điện 110 kV vận hành an toàn, không xảy ra sự cố nghiêm trọng, đồng thời đảm bảo cung cấp điện, thì công tác kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa lưới điện định kỳ là rất quan trọng. Tuy nhiên, có một số khó khăn trong công tác phát quang hành lang an toàn lưới điện 110 kV. Như hiện nay, có một số hộ dân kiên quyết không cho ngành điện thực hiện công tác phát quang các cây vi phạm hành lang an toàn lưới điện theo quy định. Các cây này có nguy cơ gây ra sự cố, làm ảnh hưởng gián đoạn đến việc cung cấp điện an toàn và liên tục. Thì công ty được Tây Ninh khuyến cáo người dân tuân thủ chấp hành các quy định về bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp. Khuyến cáo các cái hoạt động phải đảm bảo khoảng cách an toàn lưới điện cao áp trong các hoạt động như là xây dựng, vận tải cơ giới cũng như là trẻ em thả diều và không trồng cây có khả năng phát triển nhanh trong hành lang để đảm bảo cái vận hành an toàn cái lưới điện và tránh sự cố tai nạn đáng tiếc xảy ra. Để khắc phục những khó khăn bất cập trên, ngoài trách nhiệm và nỗ lực của ngành điện, cần có sự cảm thông chia sẻ, sự quan tâm hỗ trợ thiết thực của các cấp các ngành, của toàn xã hội để không chỉ hệ thống lưới điện 110 kV mà cả hệ thống lưới điện được vận hành an toàn liên tục, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thưa quý vị, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác kiểm tra bảo dưỡng, đầu tư xây dựng lưới điện 110 kV như khối lượng thi công lớn, địa bàn thi công rộng và phức tạp, thi công trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, trời nắng nóng,
thời gian cho phép cắt điện thi công rất hạn chế. Nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực của Công ty Điện lực Tây Ninh đã đảm bảo công tác kiểm tra, bảo dưỡng, đầu tư xây dựng lưới điện 110 kV kịp thời, góp phần giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và đặc biệt là đảm bảo vận hành an toàn lưới điện, nâng cao chất lượng điện năng cung cấp cho khách hàng trên địa bàn toàn tỉnh. Và thưa quý vị thân mến, chuyên mục Điện và Cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Thân mến, chào tạm biệt.